Nguyên Phi Ỷ Lan, sinh năm 1044, mất năm 1117. Bà vốn là một cô gái hái dâu ở vùng Thổ Lỗi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vua Lý Thánh Tông đưa bà vào cung phong làm Ỷ Lan phu nhân. Sau khi sinh hoàng tử Càn Đức, bà được phong là Thần Phi, rồi Nguyên Phi. Lý Càn Đức lên ngôi, phong bà là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Nguyên Phi Ỷ Lan có công rất lớn với đất nước. Bà đã hai lần buông rèm nhiếp chính thay mặt chồng và con là vua Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Bà cùng các đại thần làm cho Đại Việt vững mạnh quốc thái, dân an. Là người phụ nữ có xuất thân từ người nông dân, bà hiểu người nông dân cần làm gì để cải thiện đời sống. Không chỉ mở ngân khố để trục những người con gái bị bán làm nô lệ, bà còn khuyên vua Nhân Tông ban lệnh cấm trộm trâu, giết trâu bừa bãi và ban hành chính sách có lợi cho dân chúng. Bà là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam. Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan đã được dựng ở nhiều nơi để ghi nhớ công ơn bà.